Lessons. Bữa trước mình đã tới cái phần gọi là nói về bài sinh nhật của bạn Ray và bạn Tom rồi ha. So now let's move on to the next one, exercise D. So Thảo, could you see my screen now? Okay. So now listen and order the picture from 1 to 6. Nghe và sau đó đánh số từ 1 đến 6 với những bức tranh sau đây cho cô ha. So here is the ingredients how to make a honey cake. Cách để làm một cái bánh kem mật ong ha. Okay. So now listen. Mình có 6 cái bức tranh từ A đến F. Mình sẽ đánh số xem bức tranh nào trước, bức tranh nào sau nha. Are you ready to listen? Okay. 15D. What's for dinner? Listen and order the pictures 1 to 6. William's wonderful honey cake. Right. This is how I make my favorite cake. You need a cupful of flour, some butter, 2 eggs, a large spoonful of honey, and something else. Oh, a cupful of sugar, of course. To prepare, you should turn the cooker on before you start and wash your hands. First, put some sugar into a big bowl. You don't need very much because there's honey in this cake, too. When the sugar's in the bowl, cut the butter into small pieces. Use a knife to do that. Then you can add the butter to the sugar. Mix these two things together with a big spoon. Find some flour and put that in next. Then break the eggs and put those carefully into the same big bowl. Last, you put the honey in. You don't need a lot. Then you mix everything together again with your big spoon. Some people add carrots before they put the cake into the cooker. That might sound really strange, but carrots taste great in cakes. You cook the cake for half an hour. Enjoy! Okay, so did you hear all the answer? Or you want to listen again? Thảo ơi, you want to listen again? Yes. Okay, listen the second time. Đợi xíu cô. Okay, so I will wait for you. Firstly, đầu tiên Thảo nghe cho cô cái ingredients trước nha con, nguyên liệu, ingredients trước. Gồm có những nguyên liệu gì? Thảo ơi, are you ready, Thảo? Okay. Okay. Đầu tiên sẽ nghe phần ingredient cho cô trước hàng nguyên liệu nha. 15D. What's for dinner? Listen and order the pictures 1 to 6.
William's wonderful honey cake. Right. This is how I make my favorite cake. You need a cupful of flour, some butter, 2 eggs, a large spoonful of honey, and something else. Oh, a cupful of sugar, of course. Rồi, có nghe được phần nguyên liệu chưa? Nghe rồi. What are they? Eggs. They are eggs, flour, sugar, lemon, honey, milk, and butter. Rồi, trong những nguyên liệu này là những có những nguyên liệu nào mà mình cần dùng để làm món honey cake? Có những nguyên liệu nào? Eggs. Not an egg. Something like flour, sugar, honey, milk, butter. Còn lemon không có. Có milk không? Sao cô không nghe được milk ta? Listen one more time. And order the pictures 1 to 6. William's wonderful honey cake. Right. This is how I make my favorite cake. You need a cupful of flour. Flour, có flour. Some butter. Butter, có. 2 eggs. 2 eggs, có. A large spoonful of honey. Honey, có luôn. And something else. Oh, a cupful of sugar, of course. Sugar là nguyên liệu cuối cùng ha. Lemon và milk không có. Tiếp theo cho cô cái trật tự của những bước làm cái bánh này ha. To prepare, you should turn the cooker on before you start and wash your hands. First, put some sugar into a big bowl. Rồi, bước thứ nhất là bước nào? Number one. Thảo có thể giúp cô lặp lại được không con? Lặp lại cái câu mà vừa rồi cái người trong đoạn hội thoại sẽ nói á. Put cái gì vào? Pour up sugar. Sugar, bỏ sugar vào. Rồi, tiếp theo. Hands. First, put some sugar into a big bowl. Put some sugar in a big bowl, một cái tô bự nha. You don't need very much, because there's honey in this cake too. When the sugar's in the bowl, cut the butter into small pieces. Rồi, ta mới nói gì đó con? Butter. Cut butter into the smallest, into the small pieces, thành những cái mảnh nhỏ. Cắt bơ thành những mảnh nhỏ. Continue. Use a knife to do that. Sử dụng cái gì để cắt? Knife. Knife, chính xác. Then you can add the butter to the sugar. And then? Butter. Add butter into the sugar. Cho cái bơ đó vào cái tô đường ha. Mix these two things together with a big spoon. Rồi, có nghe được gì? What did you hear? What did you listen? One more time lần nữa ha. Lặp lại cho cô cái câu người ta nói nha. Butter to the sugar. Mix these two things together with a big spoon. Rồi, mix gì? Mix these things together with the big spoon. Yes, mix these two things with a big spoon. Trộn hai cái này lại ha, cùng với cái muỗng. Find some flour and put that in next. Rồi. What did you listen? Flour, put in next. Okay, put some flour into it. Then break the eggs and put those carefully into the same big bowl. Break the egg. Break the eggs and put into
put into the bowl. Last, you put the honey in. Let's put the honey. Put the honey into the you bowl. You don't need a lot. Then you mix everything together again with your big spoon. Some people add carrots before they put the cake into the cooker. Okay, some people put it. Some people. Some people. Thảo có nghe được là some people put cái gì không con? Yeah. Some people, nghe cô thử cái tên nguyên liệu nha. Bỏ cái gì vào? Everything together again with your big spoon. Some people add carrots before they... Rồi, some people gì? Add carrot. Đúng rồi, vài người sẽ bỏ thêm carrot vào ha. Rồi, ok. Rồi, đây. Bước số 1 là đường ha. Đường làm cái màu xanh này. Còn cái màu vàng, từ trong màu vàng, cái ba màu vàng ra là flour, bột mì ha. Ok. Rồi, sau khi mà nghe xong cái đoạn này là Thảo biết làm cái honey cake này ha. Bánh honey. Nếu như thích thì có thể thêm carrots vào. Xong rồi đưa cái bánh nó vào nồi nướng. 30 minutes, nướng trong vòng 30 phút. So now let's move on to exercise E. Write funny food sentences for your friends. Viết những cái câu cho những người bạn của mình và nó phải funny nha. Rồi, đây. Thảo giúp cô đọc cái đoạn này được không con? Câu đầu tiên, Mary. Mary. Mary như thế nào? Mary như thế nào? Mary ate all of mince meat at midnight on Monday. Okay, do you know the meanings of this sentence? Con biết cái nghĩa câu này không? What? Cái gì cô nói lại con cô? Do you understand the meaning of this sentence? Yeah. Rồi, bắt đầu bằng chữ M hết ha. Toàn bộ những cái chữ gạch dưới nó bắt đầu chữ M hết. Tương tự những cái chữ khác cũng bắt đầu bằng cùng chung một cái tự luôn. Thảo có thể giúp cô đọc một câu được không? Một câu mà trong đó có những cái chữ ha, ít nhất là có 5 chữ bắt đầu bằng một ký tự giống nhau. Rồi, bây giờ thì làm liền khó đúng không? Rồi về suy nghĩ cho cô. Qua bữa sau cho cô một cái câu nha. Bất kỳ chữ nào cũng được trong bảng chữ cái. Trong đó có 5 chữ ha. Ví dụ như là Fred nè, fish finger nè, fries nè, fine nè, Friday nè, đều bắt đầu bằng chữ F hết. Một câu trong đó có 5 chữ đều bắt đầu bằng chữ F hết cho cô nha. Dạ. Vậy ha. So now write sentences for Sue and Shelly. Right. For example, let's talk about food. What is your favorite food? Trả lời cho cô những câu hỏi này. Nhưng mà thay vì trả lời những câu hỏi này, thì bài tập về nhà của Thảo, cô sẽ cho Thảo viết đoạn văn ha. Let's talk about food. Nói về food. Rồi Thảo viết cho cô cách làm một cái món ăn ha. Cách làm một món ăn. Ví dụ như hồi nãy mình có honey cake. Bánh mật ong ha. Thảo có thể viết bất kỳ món ăn nào mà Thảo thích. Có thể là bánh kem sinh nhật cũng được nè. Hoặc là có thể là cơm cuộn. Bất cứ món nào mà con thích ha. Viết cho cô cách làm từng bước cái món ăn đó nha. Do you understand? Yeah, understand. Rồi, vậy ha. Thảo có thể viết bất cứ thức ăn nào mà Thảo thích.
cách làm nó ha, tương tự như cái bánh mật ong hồi nãy. Rồi. So now let's move on to the next one. Chủ đề tiếp theo của mình đó chính là let's have a picnic. What does it mean picnic? What does it mean picnic? Cắm trại. Cắm trại là go camping nha. Go camping mới là cắm trại, còn picnic ra khác với cắm trại ha. Picnic có nghĩa là dã ngoại, nhớ cho cô ha. Picnic là dã ngoại, còn camping, go camping mới là cắm trại. Right, so I have a picture of food. So could you tell me the name of the food you can see in the picture? Look at the picture and tell me the name of the food. Thảo nhìn cho cô vào bức tranh và cho cô tên của những cái món ăn mà con biết xuất hiện trong bức tranh nha. What is it? Wait. Sau này Thảo nhớ thêm chữ please vào nha con. Please wait for a minute. Please. Please wait for a minute. Đúng rồi. Are you ready, Thảo? Okay. Rồi, bây giờ con kể con nghe một vài món mà con biết trong bức tranh nha. Whatever. Bread. Eggs. Salad. Strawberry. Yogurt. Pickles. Grape. White. Rượu nữa đúng không? White. White. Red. Bánh mì nè. Steak. Bít tết. Steak. Rồi. Cà chua. Tomato. Pizza. Có pizza nữa nè ha. Rồi, okay. So what do you think about this food table? What do you think? What do you think about this food table? Is it delicious? Is it yummy? Thank you.
It is What do you think about it? Delicious. Okay. And it is a big food table. Một cái bàn thức ăn rất là lớn đúng không con? With a lot of food. A lot of kinds of food. Nhiều loại món ăn ha. Rồi, tiếp theo mình vào cái bài của mình ha. Let's have a picnic. So, I have some vocabularies about let's go for a picnic. And I think you are so familiar with these kind of vocabularies. Cô nghĩ những từ này Thảo đã học hết rồi. Spoon, fork, lemonade, meat, refer, right? You study on these words. Yeah. Okay. Rồi, bây giờ Thảo cho cô biết chữ refer. What does it mean? Refer. Refer. What does it mean? Thích hơn. Đúng rồi. Thích hơn ha. Sau chữ refer mình sẽ cộng cho danh từ hoặc là động từ thêm in. Rồi Thảo đọc một câu ví dụ cho cô nha. Tôi thích xem TV hơn là nghe nhạc. Tôi thích xem TV hơn là nghe nhạc. Cái gì cô? Đặt câu cho cô. Make a sentence. Tôi thích xem TV hơn là xem nhạc. Nghe nhạc. Make a sentence with the word refer. Tôi thích xem TV hơn là nghe nhạc. Act like. Thích hơn mà con. Thích hơn là mình dùng chữ gì? Watch TV. Thích hơn. Refer. Watch TV. Refer nãy cô nói là cộng với danh từ hoặc là động từ thêm in. Refer. Cộng với now hoặc là động từ thêm in. I refer Anh có con ở đây.
Okay, you come back. Tài đặt câu cho cô ha. Tôi thích xem TV hơn là nghe nhạc. I prefer watch TV than. Con nhìn xem cái công thức của cô kia. Đây nè. I prefer watching TV than. Chiêu cơ. I prefer watching TV. Đúng rồi, prefer đi với chill nha. I prefer watching TV to nghe nhạc. To listening music. Listening to music. Rồi, thử đặt một câu với danh từ cho cô ha. Tôi thích môn toán hơn môn tiếng Anh. Tôi thích môn toán hơn môn tiếng Anh. I prefer English to I prefer math to English. Đúng rồi, nhớ cho cô cái này ha. Refer cộng với noun verb in. Chill verb in now. Rồi, the next one. Tiếp theo ha. Food. Mix. Prefer. Write what you can see as one word to each sentence. Name the things you can see in the picture. Ở đây cô có những cái dụng cụ nó bị chồng chéo lên nhau. Bây giờ Thảo giúp cô name the things you can see in the picture nha. I can see the cup, I can see the bowl, I can see the plate, I can see the chopstick, I can see the knife, I can see the bottle, I can see a glass. Glass, I can see a bowl. I can see a fork. I can see a fork. I can see the spoon. I can see the spoon, right, okay. Mình có bottle nè, có cup, glass, fork, chopstick. Cái mà Thảo nói á, đây hai cái này đúng không? Chữ S này có nghĩa là chữ so đó con, là muối ha. Muối. Còn chữ B này là pepper, tiêu, muối và tiêu ha. Hai cái hũ muối và tiêu. Yeah. Write what you can see. Again, so we have 8 sentences. Cô có 8 câu ha. So now, for example, look at the example. This is often made of metals. You use it to cut meat. Ví dụ của mình là cái được làm bằng kim loại và dùng nó để cắt thịt. Đáp án là knife. Tương tự Thảo đọc cho cô cái description của 8 câu này và cho cô biết đó là cái đồ vật gì ha. Let's start with number one.
Number one, most people put their foot on a Hello, hello Thảo, number one, please. Most people put their foot on a rail. Yeah. Tôi phải cố gắng 2 phút suy nghĩ. 2 minutes. Không sao con, câu 1, câu 1 không ra thì tới câu 2 ha. Coi nào mình biết mình làm trước. Nhìn sang câu 2, câu 3 cho cô. If number 1, you haven't had the answer yet, so please look at number 2, number 3, and from number 8. You can do whatever you want first. Thảo ơi, con đáp án chưa? Nếu như câu số 1 con vẫn chưa nghĩ ra, con chuyển sang câu tiếp theo cho cô. It's okay. Move on to the next one. Câu số 2 là a class, đúng không cô? Number 2, a class. Tiếp tục đi con. Hello. Bottle. A bottle. Right, tiếp tục. Continue. What else? Câu 3 là bowl. Bold. Number 4. Yes, number 4. Little black theological. Chỗ nào Thảo? Tiêu. P, chữ P á hả con? Chữ gì ha? À, tiêu á hả? Tiêu. Nãy cô có nói rồi đó, chữ pepper đó con. Đây nè, chữ bờ nè. Cái hũ mà chữ bờ là pepper, tiêu. Yeah, number 4, Thảo Điền, pepper ha. Number 5. In a class. In a class, một cái ly. Đó. Number 6. Number 6, what is it?
How are number six, number six, number seven, and number eight? Number six. Cái gì mà có thể trộn tất cả mọi loại thức ăn lên cùng với nhau? Mình sử dụng cái gì? Number six. Mình dùng cái dụng cụ gì? Hello Thảo ơi. Hello. Tiếp tục đi con, number 6 là gì? Number 7 and number 8. Mình sử dụng cái gì mà để trộn hết tất cả mọi thứ lên? Mình sử dụng cái gì? Thìa nè, hay là dao nè, hay là đũa, hay là muỗng? Chopstick. Rồi, number 6 đáp án của Thảo là chopstick. Number 7. Number 7, mình thêm vào cái gì mà không phải pepper? Có phải là muối không? Salt. Do you agree with me? Có đồng ý với cô không? Add a little salt. Right, number 8. Câu số 8. Sử dụng cái gì để eat rice? Ăn cơm mình sử dụng cái gì nào? I know someone who prefers using cái gì đó to eat rice. Maybe spoon or maybe chopstick. Đũa hoặc là muỗng đúng không? Okay, giờ cô show đáp án ra nha. Number one. Number one, Thảo chưa đáp án nha. Đáp án của mình sẽ là plate. Most people put their food on a round plate. Đặt đồ ăn vào cái dĩa ha. Tiếp theo number 2. A glass. Một cốc nước chanh. A glass of lemonade. Number 3 sẽ là bowl. Chính xác. Ăn súp thì mình đặt nó vào một cái bowl. Number 4 là pepper. Black pepper. Nhớ như cô là tiêu đen. It tastes hot. What does it mean? It tastes hot. Đây là Thảo. Coi cho cô biết cái này có nghĩa là gì đi. What does it mean? What does it mean? It tastes hot. Nó là nóng. Cay ha. Trong trường hợp này thì mình dịch là cay. Tiếp theo number 5. Đáp án của mình sẽ là jute với lại milk. Jute với milk. Đề cập với jute và milk thì đáp án của mình sẽ là bottles. Chai sữa hoặc là chai nước ép. Number 6, mình có đáp án là spoon hoặc là fork, có thể dùng muỗng để trộn ăn lên hoặc là fork cũng được. Number 7 là saw, và cuối cùng là chopstick, đũa. Một số người dùng spoon, some people use spoon to eat rice, and some people use chopstick to eat rice. Okay. Look at the picture and tell the stories. Cái bài tập này thì qua bữa sau mình sẽ tiếp tục nha. Thảo nhớ về làm bài tập viết về một cái trình tự của một món ăn cho cô ha. Ok. Được không con? Ok. Rồi. So goodbye. See you again, Thảo.